chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Nhắc đến những người phụ nữ trong One Piece thì chắc hẳn anh em nào cũng sẽ nghĩ tới những cô nàng nóng bỏng với thân hình đồng hồ cát và một gương mặt đẹp tựa thiên thần. Để có thể kể tên hết ra những bóng hồng tuyệt sắc dạng này thì có thể kể đến sáng mai thì cũng không hết. Nhưng anh em chúng ta cũng có thể liệt kê ra một vài cái tên tiêu biểu như là Vivi, Nami, Nico Robin, Boa Hàn Quốc hay là Yamato mới đây. Thế nhưng One Piece là một thế giới cực kỳ rộng lớn và đầy rẫy nguy hiểm. Để có thể sống sót trong một thế giới như vậy thì không phải người phụ nữ nào cũng có thể giữ được vẻ đẹp vốn có của mình. Phần lớn họ bắt buộc phải thay đổi bản thân thành một người đàn bà lực điền. Chí ít thì cũng cỡ chữ dậu thì mới có thể tồn tại được. Vậy nên dù Oda có sở thích tao nhã là vẽ ngực và sắc đẹp thì cũng không thể tránh khỏi việc sáng tạo ra những gương mặt ma chê quỷ hơn để hợp lý hơn với cốt truyện là làm đa dạng các nhân vật trong One Piece. Mà thói đời thì đẹp khoe, xấu che, mà đã che thì che cả tầm nhìn lẫn trí nhớ. Vậy nên phần lớn những người phụ nữ không có được ngoại hình ưa nhìn trong truyện thường rất khó in sâu vào tâm trí của người đọc. Hôm nay theo tiêu chí phụ nữ là để yêu thương và không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu. Thì anh em hãy cùng mình điểm qua thử những gương mặt phụ nữ xấu tệ trong One Piece, xem bạn có thể nhớ được bao nhiêu người trong số họ nhé. Lưu ý đây không phải là bảng xếp hạng mà là danh sách theo tiêu chuẩn sắc đẹp của phần lớn mọi người. Nên nếu bạn có thấy ai trong danh sách này xinh đẹp thì cũng là do gu của bạn quá mặn mà thôi. Giờ thì vào ngay với video thôi nào. Một, Kokoro. Xuất hiện lần đầu ở Arc Water 7, Kokoro là một nàng tiên cá, hay nói đúng hơn là bà tiên cá. Dù cho bà không được như trong trí tưởng tượng về mỹ nhân ngư của mấy thanh niên ảo tưởng băng mũ rơm, hiện tại thì bà Kokoro đã 72 tuổi xuân xanh, nên có thể đã trở nên trổ mả quá đà như bao người phụ nữ cùng trang lứa khác. Sở hữu cho mình một chiều cao 1m bẻ đôi, thêm 18cm và chiếc đuôi cá bị chẻ đôi vào năm 30 tuổi, bà có thể di chuyển trên cạn như người bình thường. Vậy cũng tốt, đỡ phải đổi giọng hát lấy đôi chân rồi theo dai như một cô công chúa nào đó. Với gương mặt già nua đúng với số tuổi của mình, cùng đôi môi luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh và cả mắt u buồn thì bà chắc chắn là không thuộc diện đẹp lão, hay nói đúng hơn là trông rất dị. Cứ nhìn biểu cảm của anh tóc vàng Sanji mỗi lần nghĩ về bà ấy là bạn đủ hiểu ngoại hình của bà ấy đã ám ảnh anh tôi như thế nào rồi. Tuy vậy, thời trẻ bà tiên cá lại vô cùng xinh đẹp, trông rất ra dáng một nàng tiên cá điển hình mà ta có thể tưởng tượng ra ở ngoài đời. Với ngực tấn công, mông phòng thủ và gương mặt hài hòa, nét nào thì ra nét đó. Thế mới thấy thời gian đúng là quá tàn nhẫn với người phụ nữ anh em ạ. Sự thay đổi ngoại hình này của bà bắt nguồn từ sau khi mà thợ đóng tàu tôm bị giam giữ và bà nghĩ rằng Frankie đã chết. Rồi bà rơi vào trầm cảm, đắm chìm vào rượu chè, buông thả bản thân, làm cho nhan sắc xuống dốc không phanh. Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù đã già và khá xấu xí nhưng Kokoro vẫn rất được lòng fan One Piece nhờ tấm lòng tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người của mình. Nếu bạn muốn tìm một minh chứng cho câu nói, cái nết đánh chết cái đẹp thì bà Kokoro thực sự là người không thể phù hợp hơn. Nhờ có bà mà băng mũ rơm và gia đình Frankie mới có thể đến được Enies Lobby sau khi mà bị đuổi khỏi Puffington bằng Rocketman. Và bà cũng là người đã cứu cả bọn thoát chết đuối sau khi mà bị những cơn sóng của Rob Ruxy nuốt chừng. Nói chung, đây là người phụ nữ không có nét đẹp ngoại hình nhưng lại cực kỳ đẹp trong tâm hồn, nên rất xứng đáng là một trong những quý bà đáng kính của One Piece. Số 2, Brury. Là người con gái thứ 8 và là người con thứ 19 trong đại gia đình Charlotte, Brury là chị gái song sinh với Broly. Hai người họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ có điều một người như nước mưa, còn một người như nước cống. Để diễn tả sắc đẹp của cô trong một câu thì chỉ có thể là xấu xúc phạm người nhìn. Brury có ngoại hình cực kỳ dị hợm, với chiều cao lên tới 3,5m, làn da màu xám xịt, tay và ngón tay thì dài bất thường, cùng với đó là khuôn mặt dài như lưỡi cày, đính thêm một chiếc mũi dài màu đỏ nổi bật và một vết sẹo trông rất trải đời, chạy chéo ngang mặt. Hình ảnh duy nhất mà bạn có thể liên tưởng khi trông thấy Brury chỉ có thể là những người bà phù thủy xấu xa trong các câu chuyện cổ tích, thậm chí còn là xấu hơn cả tưởng tượng đó rất nhiều. Khi mà còn nhỏ, cô cũng trông khá ngây thơ và dễ thương như nhiều đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng sau một quãng thời gian dạy thì không thành công, thì sản phẩm cuối cùng đã bị lỗi tới mức là không thể sửa được. Đã vậy, Brury còn xấu người, xấu luôn cả nết. Cô ta ghen tị với tất cả những ai có gương mặt xinh đẹp hơn mình. Mà để tìm được người còn xấu hơn cô thì không khác gì Zoro tìm đường, nên gặp ai cô cũng đòi rạch mặt họ. Cô cũng rất nhạy cảm khi mà có ai đó dám trêu chọc nhan sắc của mình.
như khi Carrot và Luffy gọi cô là một cái cây. Điều đó khiến cô ta phát điên với họ. Điều duy nhất khiến ta đồng cảm với nhân vật này chỉ có thể là tình cảm của cô dành cho anh trai Katakuri là cực kỳ to lớn. Từ khi còn nhỏ, Bruri đã rất thân thiết với anh trai, dù có bị chém rạch mặt cũng không muốn làm anh trai lo lắng cho mình. Khi mà Katakuri bại trận và bị bỏ rơi thì cũng chính cô là người duy nhất ở lại chữa trị và an ủi anh mình. Nói chung đây là một nhân vật nổi bật và nếu không phải vì quá xấu thì chắc chắn sẽ in rất sâu vào trong lòng người đọc. Số 3. Charlotte Lin Lin. Là người phụ nữ duy nhất trong 4 tứ hoàng hiện tại nên Big Mom được đánh giá là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bây giờ đây có lẽ Big Mom đã là bà lão được yêu thích nhất và cũng là người phụ nữ mạnh nhất One Piece luôn. Nhưng trời thì không cho ai tất cả. Để leo lên được vị trí như hiện tại thì bà đã đánh đổi rất nhiều thứ quý giá và một trong số đó chắc chắn là nhan sắc trời phú của mình. Năm nay thì Big Mom đã 68 tuổi. Thân hình thì khá cao to với 8m80 và cả cơ thể béo phì thừa cân trông rất thô. Chỉ cần trồng một cây kim vào bụng bà ta thôi, tôi đảm bảo là lớp mỡ nhây kia sẽ theo chân mà phun ra phè phè. Ở cái tuổi này nhiều người sẽ chọn phong cách giản dị để làm mình trông ít lòe loẹt đi, ví dụ như là áo hoa tối màu đi tập thể dục chiều để gia tăng sức khỏe. Nhưng Big Mom vẫn chọn những chiếc đầm với lối trang điểm đậm nên ai nhìn vào cũng thấy mất thiện cảm rất nhiều. Khi mà còn nhỏ, Big Mom đã to lớn, mập mập sẵn, nhưng càng lớn thì cô ấy càng dậy thì thành công hơn. Đỉnh điểm là khi còn ở trong băng hải tặc Rock, bà có thể được coi là một trong những người phụ nữ sexy chết người nhất trong bộ truyện. Nhưng rồi tuổi tác không tha cho ai cả. Sau 84 lần sinh đẻ cộng với thói quen ăn bánh ngọt vô tội vạ của mình, cơ thể của Big Mom đã bị tàn phá nặng nề. Không chỉ béo thấy da rõ, bà còn nhăn nheo và nham nhở hơn trước rất nhiều. Có thể nói ước mơ bành trướng thế lực bằng cách phối giống đã hủy hoại đi một tượng đài sắc đẹp của One Piece, biến bà thành một con quái vật thật sự cả về sức mạnh lẫn ngoại hình. Số 4. Katarina Devon. Hiện tại là thành viên nữ duy nhất được biết đến của băng hải tặc Dâu Đen cho đến thời điểm hiện tại. Sống giữa một đàn đực dựa nham nhở và chẳng lấy có một người bình thường, chứ đừng nói tới hot boy. Nên ta cũng đủ hiểu là cái nhóm này tệ hại đến thế nào rồi. Do Maxoditis đích thân tuyển chọn, nên Devon cũng có một nhan sắc cực kỳ tàn tạ theo như là gu lựa chọn thành viên của thuyền trưởng. Không tới mức quá già như những nhân vật nữ khác trong danh sách này, Devon chỉ mới 36 tuổi thôi, nên có thể khẳng định cô xấu từ trong trứng nước xấu ra, chứ không hề là bị ảnh hưởng bởi thứ gì cả. Devon cũng có vóc dáng cao khoảng 344cm, làn da trắng như bạch tạng và mái tóc thắt bím trông rất nữ tính. Những người khác thì tôi ít ra có thể tìm được 1 đến 2 nét gì đó để vớt vát được nhan sắc thấp kém. Nhưng với Devon, cô ta xấu đau xấu đớn tới mức là không tìm nổi điểm tích cực trong sản phẩm lỗi của tạo hóa này. Vóc dáng thô kệch như đàn ông, cộng với khuôn mặt vuông, mũi dài, chán rô, hợp lại tạo nên một tổ hợp còn hơn cả chữ xấu nữa. Cô cũng như đa phần các nữ khác trong One Piece, rất ghét những phụ nữ hoàn hảo hơn mình. Vậy nên trong quá khứ người ta đồn rằng, Devon có sở thích siêu tầm đầu phụ nữ nên mới bị giam vào tầng 6 nhà ngục Impel Down cho đến khi tít đến triều binh. Nói chung đây là điển hình của việc ông trời lấy hết không trở lại cái gì, xấu đau xấu đớn anh em ạ. Số 5. Hội chị em Okama. Ở cái tên cuối cùng mình xin phép ăn gian một chút khi kể ra cả một hội chứ không phải là một cá nhân một ai cả. Hội Okama được biết đến là những người mang thể xác của đàn ông nhưng lại có tâm hồn của phụ nữ. Phần lớn những người Okama đều có vóc dáng rất thô, cơ thể thì đô con, cơ bắp, đôi khi là cả râu ria nữa. Nhưng họ lại luôn mặc váy và trang điểm như một thiếu nữ nhu mì, khiến ta nhìn vào có cảm giác là nổi gáy ốc luôn. Tuy biết họ đều là những người mang tâm hồn mỏng manh và tốt bụng, nhưng điều đó cũng không làm vơi bớt đi nhiều lắm sự kinh dị của ta mỗi khi mà nhìn thấy hình ảnh của họ. Tiêu biểu như nữ hoàng của hội là Ivankov, người đứng đầu câu lạc bộ này. Gọi là nữ hoàng thôi, nhưng đôi lúc những người như là Luffy lại gọi nhân vật này là ông. Bởi ngoại hình quá ư là nam tính của nhân vật thuộc quân cách mạng này. Trong truyện còn có riêng một hòn đảo dành cho những Okama sinh sống tên là Vương quốc Kamabaka mà thanh niên Sanji đã từng có dịp ở lại đó trong 2 năm time skip. Sau khi được tôi luyện ở đây, anh tóc vàng đã có thể lướt trên không khí như bay vì đã quen với việc chạy trốn những Okama ở đó là bạn phải biết vùng đất đó đáng sợ với trai thẳng như anh tôi thế nào rồi đấy. Cá nhân mình nếu rơi vào tình huống của anh thì có lẽ đã nằm mình xuống nước tự vẫn sau một ngày mất. Tất cả các Okama đã từng xuất hiện thì đều có chung một đặc điểm là rất vui vẻ và thường rất tấu hài trong mọi hoàn cảnh.
họ vui sống và trong thâm tâm luôn tốt bụng dù xuất phát điểm của họ có là phản diện. Điển hình như Bon Clay đã không biết bao lần giúp Luffy thoát nạn, dù ban đầu anh là kẻ thù của băng mũ rơm. Đây đều là những con người bình thường, mong muốn có cuộc sống hạnh phúc với những người tương tự như mình. Chỉ có gu thời trang của họ là hơi khó nuốt một chút mà thôi. Trên đây là điển hình của những nhân vật ma chê quỷ hờn trong One Piece. Trong số họ thì có những người đã xấu từ khi mà còn trong bụng mẹ xấu ra, nhưng cũng có những người vì hoàn cảnh xấu đẩy mà trở nên tàn phai nhan sắc. Nhìn vào hình ảnh quá khứ của vài người, trong số đó tôi không khỏi lo lắng cho những chị đẹp như là Nami, Robin hay là Boa Hancock. Không biết khi đã có tuổi thì mấy chị em còn giữ được nét thanh xuân vốn có trong lòng fan hay không? Nói vậy thôi chứ tôi vẫn tin là hội chị em của băng mũ rơm sẽ là những biểu tượng của sắc đẹp mãi mãi. Vì bản chất họ không sa đà vào rượu chè, thuốc lá hay sinh đẻ như các nhân vật đánh mất bản thân mình ở trên.